Xin chào tất cả mọi người. Cái video ngày hôm nay thì tiếp tục mình sẽ nói về những cái đồ mà mình mua từ Đồng Nát. Và mình mua được hai cái túi ở đây, rất là nhiều đồ giá trị các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đổ cho các bạn xem những cái gì bên trong nhá. Cái đồ này thì đều là những cái đồ mà được thanh lý, mua từ những cái đống thanh lý công ty ra. Cho nên là rất là nhiều những cái đồ thú vị các bạn ạ. Đây là cái túi đầu tiên này. Có những cái đồ thì mình còn chả biết nó là cái gì luôn. Đó. Tiếp đến là một cái túi thứ hai nhá. Túi thứ hai này là những cái đồ phải nói là rất là nặng. Đa phần là Aptomat này. Đó, các bạn nhìn thấy đồ công ty thanh lý ra thì rất là chất luôn này. Cực kỳ nhiều đồ ngon. Và có những cái rất là đặc thù luôn. Ví dụ như cái máy này. Cái máy này thì mình dịch ra được thì nó là một cái máy kiểm tra cái chất lượng nước gì đó. Cái độ pH hay là cái độ gì đó này các bạn này. Độ pH và độ EC là cái gì mình không rõ về cái này lắm. Đó, các bạn thấy rằng là cái này nó là một cái loại cực kỳ xịn luôn, made in Romania. Đó, có cả cái gì này, của USA này. Và cái này nó khác với cái loại mà rẻ tiền vài chục nghìn lắm các bạn ạ. Nó sử dụng những cái dạng đo rất là lạ. Ví dụ như ở đây mình thấy nó có một cái bóng, như là cái bóng có chứa những cái chất gì bên trong, thủy ngân này, hay là cái dạng chất lỏng gì ấy, trong cái quả bóng này các bạn này. Rất dễ vỡ, nó bằng thủy tinh nhá. Bằng thủy tinh, còn lại bên này thì nó lại có một cái khe xẻ rãnh này. Không hiểu là đo cái gì. Đó, đây. Và nó có cả cái, hình như đây là chắc là cái màu đen này, HI98130 thì phải. Mặt đằng trước này. Cái này thì mình bật nó không lên được các bạn ạ. Không lên, có thể là hết pin. Mình nghĩ rằng ở đây nó có 4 ốc để tháo ra thay pin này. Đó. Hoặc là rất là nhiều những cái thứ khác. Ví dụ như cái này cũng chả hiểu là cái gì luôn. Thanh lý từ đồ công ty ra các bạn. Nó có thể ấn được như này. Mình nghĩ rằng để nó đếm cái gì ấy. Đặt trên bàn nó đếm cái gì ấy. Ngoài ra thì nhặt thêm vài con chuột này dự trữ khi mà chuột nhà hỏng thì có thể thay thế. Và chuột này thì chắc là mua trên hãng các cái thương mại thì hơi khó khó này. Không biết là mình chưa tìm thử đâu. Nhưng mà này là chuột của hãng Samsung các bạn ạ. Đó, chuột có dây nha. Chuột có dây của hãng Samsung. Khi mà các đồ thanh lý này nó đã thanh lý ra ngoài thành kiểu dạng rác điện tử thì nó sẽ gần như cắt bỏ hoặc đập các thứ ra. Nó gần như không cho ai dùng nữa. Gần như là đa phần như vậy. Mình nhặt về một số này. Đây. Con chuột này thì loại bình thường thôi. Còn con này thì cũng trông hơi là lạ. Chả biết là hàng nội hay là hàng ngoại nữa. Đó. Hay là Samsung trắng. Con này để lâu quá thành màu vàng này. Hay là cái đồng hồ này. Đồng hồ này đo được nhiệt độ và độ ẩm luôn. Nhặt trong bãi nó vẫn chạy luôn các bạn ạ. Rúi luôn vào bao. Đó, để mua luôn. Và cái này thì nó cũng để luôn đây. Là cái dạng như nó bị lỗi gì rồi ấy. Không biết. Nhưng nói tóm lại là nó cũng vẫn còn báo được nhiệt độ này. Báo được độ ẩm này. Vẫn là ok. Đây, độ ẩm môi trường này đang là 64% này. Nhiệt độ 29 độ C này các bạn này. Đó, đây. Và đồ thì rất là xịn luôn các bạn nhìn này. Made in China thôi nhưng mà nó có cảm giác như là nó của Nhật hay gì đấy. Keizoki chẳng hạn này. Đó, Sato, Sa Tiếc giống như kiểu của Nhật Bản đấy các bạn ạ. Đây, rất là đẹp luôn. Đo nhiệt độ và độ ẩm. Bóc này ra thì chắc vẫn còn rất đẹp này. Đó. Đồ sắt vụn đấy các bạn nhá. Đồ đồng nát đấy. Ngoài ra thì cũng nhặt được cái này thì nó cũng không phải là giá trị gì lắm. Bởi vì đây là đồ này thì nó bán nhiều. Ổ cắm hẹn giờ. Cũng nhặt từ trong đống đồng nát ra luôn. Rất là hay. Rất là nhiều việc cần dùng đến cái này các bạn ạ. Ổ này rồi là chung bộ chuyển đổi này mình mua từ đồng nát luôn này các bạn thấy này. Chứ không phải mua mới đâu. Và cái này thì mình thấy rằng hình như là nó hết pin. Bởi vì cái này cắm ổ điện nó không thấy lên đèn thì sao. Để mình cắm này. Không thấy lên, thông thường thì chắc là mình nghĩ rằng là nguyên bản nó cũng phải tự lên rồi chứ không cần phải cắm điện đâu. Chắc là hết pin rồi. Rồi là cái này thì cũng chả biết là cái máy gì đây. Đó, anh em có thể dịch ra được cái dòng này này. Dạng như là một cái dạng đo kiểm tra cái gì đấy. Mình chưa dịch thử cái dòng này ra nó cái gì, chỉ mua về đây tạm thời thôi. Và nó có hai cái cuống này này. Đó, chả thấy cái gì nữa, rất là lạ. Thôi cứ nhặt về để tham khảo, quay cho anh em xem cho nó vui. Đây. Hàng của công ty thanh lý ra thì thông thường nó sẽ đề luôn này, thiết bị hỏng không sử dụng hoặc là thiết bị không được sử dụng, rất là nhiều những chữ nghĩa lằng nhằng các bạn ạ. Rồi là những cái bộ phận này. Bộ phận này thì không biết có phải là cảm biến khí ga hay không, nhưng đây nó có chữ ga này. Đó. Và một cái dạng như là đây là chắc là mình nghĩ là cảm biến khí ga đấy, báo động cảm biến khí ga hay gì đó. Đây. Đó. Tem mác dán này.
đơn vị nhập về các thứ này. Phần này chính là các cái chân kết nối này. Đó, công ty nó tháo ra hết cái ốc luôn, còn mỗi một cái. Mỗi một cái thì nó là chân bỏ. Đó, chân bỏ này không dùng đến thì nó còn. Đó. Cũng chả còn màn hình gì nữa. Không biết là khi cấp điện vào nó mới hiển thị hay sao á. Xem là còn những cái gì đây. Ví dụ như cái này cũng khá hay. Motor 3 pha không chổi than này. Loại này là motor sạc vô này. Đó. Loại này motor sạc vô rất là nhỏ luôn các bạn. Nhìn các bạn thấy này. Chỉ có dài bằng khoảng tầm ngón tay. Hơn ngón tay chút. Cái thân motor này. Điện áp của nó là 200V này. Và công suất là 150W. Chỉ có nhỏ như này thôi. Hai ngón tay các bạn. 150W mới khủng chứ. Cái dòng chịu tối đa nó là 1.8A. Đó các bạn nhìn thấy này. Motor rất là đẹp luôn. Cái này thì đáng lẽ mình mà có video mình sẽ bóc ra cho các bạn xem bên trong sẽ như thế nào nhá. Đây là cái chân kết nối này. Bao gồm nó có 6 chân thì mình nghĩ rằng là nó sẽ là 3 cuộn dây. Còn không biết là như thế nào. Chưa tháo ra trực tiếp, chưa xem, chưa biết được các bạn. Đầu trục này có cả ốc ở giữa. Đó. Rất là ngon. Hay là Aptomat DC này. 30A. Hàng thì cực kỳ xịn luôn. Toàn đồ xịn thôi các bạn. Những cái đồ mà thanh lý từ công ty ra thì họ dùng toàn những đồ xịn thôi để cho nó cái thời gian sử dụng gần như là liên tục và dài. DC 65V và chịu được là 30A. Đó. Hàng ngon luôn. Hay là các cái áp Tomat công suất lớn hơn. Áp này thì đều là áp chống giật các bạn. Áp chống giật luôn này. Thế mới chất. Loại áp cho đi áp một pha bình thường này. Đó. Nó có một cái nút là gọi là nút test này. Ví dụ cái nút này thì chúng ta sẽ kiểm tra là cứ khoảng 30 ngày hay là 1-2 tháng gì đó thì chúng ta sẽ nhấn lại thử để xem kiểm tra cái chế độ chống giật nó hoạt động tốt hay không ấy các bạn. Để kiểm tra áp ấy. Thì khi mà không may trường hợp mà bị sờ vào điện thì chúng ta biết chắc chắn là những cái này nó còn hoạt động. Chứ không nó mà hỏng bao giờ rồi, sét đánh các thứ ấy, thì nó không có tác dụng nữa. Mà cứ yên tâm là có cái này thì là rất là nguy hiểm nha. Đây là áp này, các bạn nhìn thấy chất chưa? Rất to luôn. Đây. Đó. Cực kỳ khủng. Con này không biết phải áp chống giật không? Con này thì không đề thấy, mình không thấy đề áp chống giật gì cả nhỉ? Nó có một cái nút đây nhưng mà không biết có phải chống giật hay không các bạn. To như vậy mà nó đề ở đây có 10A. Đó. Các bạn thấy rằng khủng chưa? Đồ quá là xịn luôn. Rứt ra vẫn còn nguyên cả các cái đầu cốt. Đó. Xem hãng gì nhá. Made in Korea. Đồ thanh lý của công ty Hàn Quốc thì các cái đồ rất là hay mang đồ Hàn Quốc sang các bạn. Cái này thì bung mất cả mặt rồi này. Bung mất cả mặt này. Đó. Cái này thì đa phần là áp Tomat thôi các bạn. Áp Tomat chống giật này. Hay là đây có thể cũng là áp Tomat chống giật này. Nhưng mà cái này nó sẽ có chọn mini A rồi là cái gì đây. Đó. 100, 200, 500. Đó nút đây. Nút này chắc là nút test này. Áp sau ghi to này mà nó đề có 10A nhỉ. Trên này nó đề cái gì nhỉ? Rất là khủng, chả hiểu thông số này phải. Đây nó đề là EBS32C. Nhưng mà chỗ này đề có 10A thôi các bạn ạ. Đó. Cũng chỉ là áp cho điện áp một pha thôi. Rất là đẹp luôn. Cũng made in Korea luôn. Hàng chất thì khỏi nói rồi. Đây, hay là cái này. Áp rất là to. Con này đề 50A này các bạn này. Đề 50A luôn. Đầu này đầu ra này, đầu này đầu vào này. Đó. Lấy cực kỳ khủng luôn. Nhìn nó đủ chất rồi. Đây con này cũng đề có 10A mà khủng to khủng bố luôn này. Chả hiểu như kiểu gì. Cũng Korea luôn. Còn các cái này thì nó là áp cho điện DC này. Tủ điện DC này. Thì nó sẽ sử dụng những cái kiểu áp kiểu này các bạn ạ. Đóng mở luôn. Không biết là đóng mở nó chia thành như này, đấu song song hay là đấu theo kiểu ngắt luôn cả âm và dương thì không rõ. Mình nghĩ là ngắt cả âm và dương luôn đấy. Nó bắt ốc luôn này. Rất là đẹp. Con này thì cũng của Hàn Quốc luôn. Chữ Hàn Quốc này. Đấy. Của hãng Daco. Đây cũng vậy. Rất là đẹp luôn. 30A. Còn có
một cái này nữa này các bạn. Cái này thì nó là một cái lọc điện noise filter của hãng TAC, ký hiệu là chữ TAC này các bạn này, và made in Japan luôn. Span. Đó. Rất là ngon. Phần đầu vào đây, 1 2 3 lọc nguồn lọc nhiễu cho điện 3 pha nhá. Nó có ký hiệu 3 pha này các bạn này, 1 2 3 này. Đường này đường vào này, đường loát này là ra này. Tokyo Japan. Rất là xịn luôn. Đó. Nhìn phía dưới thì thấy nòi luôn cả 4 3 6 tụ luôn. 6 tụ rồi các bạn này. Toàn những cái đồ mà thanh lý từ công ty ra rất là ngon luôn. Quay cho các anh em xem cho nó vui mắt. Những ai mà cùng đam mê thì chắc chắn là sẽ cảm thấy rất là thích luôn này. Đây cái này ghi Aptomat 30A này. Cũng hãng Daco giống hai cái còn lại. Nó có dây đen dây đỏ thì chắc là đóng cho hai cả hai cực âm và dương rồi các bạn ạ. Đó. Rất là nhiều đồ luôn. Và một cái video nào đó thì mình sẽ có những cái gì hay thì mình sẽ cho các bạn xem, thậm chí là mình cho các bạn xem luôn cả những cái bên trong của những cái thiết bị như thế này nhá, cho các bạn có thể tham khảo và mở rộng cái tầm mắt, ví dụ như những cái đồ mà mình chưa bao giờ từng được xem bên trong nó như thế nào. Thì đây là cái video mình khui ra cho các bạn xem hai cái túi đồ rất là nhiều đồ ngon luôn, mua từ đồng nát đấy các bạn ạ. Từ đồng nát luôn nhá. Đó, mua nó là mua đồng nát thôi, nhưng mà cái đồng nát này thì đều là mua theo kiểu giá kỹ thuật, cho nên là nó không phải là theo kiểu là một cân 10.000 như là sắt vụn đâu các bạn ạ. Mua giá nó cũng tương đối là cao đấy. Còn đây là mình nói là đi mua đồng nát thì nó cũng chả sai, bởi vì nó từ các bãi ve chai mà ra thôi, cho nên là mình sẽ nói nó là đồ đồng nát là như vậy. Rồi, và mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video lần tới.